nhất định phải giữ lời hứa với con đó nha. Con lớn nhanh lắm á, cho nên ba cũng phải khỏe nhanh nha ba. Con là con gái của ba mà. Bộ con tính cho ba gan thiệt hả? Con là con gái của ba mà. Con không cho ba thì ai cho ba mẹ? Phúc, Phúc. Mới học về hả con? Bà nhớ con quá. Hai ba con mình đi kiếm gì con thích ăn nha. Sao lần nào ba cũng rủ con đi ăn hoài vậy? Ngoài cái chuyện ăn uống ra ba không còn chuyện gì để nói với con hết hả? Ba thích dẫn gái ba đi ăn nhiều món ngon mà. Đáng lẽ nào giờ ba phải như vậy rồi chứ? Ba xin lỗi mà. Con ăn với bạn rồi. Vậy hay ba với con đi hát karaoke đi. Lâu quá đâu có đi hát đâu. Con thích karaoke mà. Con trễ rồi, bây giờ con phải đi học nhảy nữa. Ba đi về đi. Đi với ba một chút thôi được không? Sao mà ba phiền quá à. Con đã nói là con bận rồi mà. Ba đi về đi. Bà dở nhiều quá hả con? Mẹ cũng có học giùm con đâu mà mẹ hỏi. Con nhỏ này, bà với mẹ đã quyết định ly dị rồi. Con không có hỏi gì hả? Con vẫn ở với mẹ mà đúng không? Để mẹ ly dị đi. Mà đáng lẽ ba mẹ phải như vậy từ lâu lắm rồi mới đúng. Chia tay sớm bớt đau khổ. Mẹ sống với ba cũng có hạnh phúc cho mẹ. Giờ mẹ đừng có lo ảnh hưởng gì tới con nữa. Mẹ cứ sống vui vẻ đi. Mẹ xin lỗi con. Thôi, con với mẹ cũng ly. Chúc mừng mẹ ly hôn. Con chào chú ạ. Con. Bà tới đây làm gì? Thì bà muốn nói chuyện với con. Hay là bạn với ba bạn cứ nói chuyện đi. Con xin phép về trước. Chừng mai gặp ở thư viện. Con. Hai cho con kiếm vàng nha. Bà có chuyện muốn nói với con nè. Con biết rồi. Chị ba mẹ muốn ly dị chứ gì? Bà xin lỗi con. Không sao. Con có chuyện gì muốn làm với ba không? Dạ không. Như là đi leo núi cắm trại nè. Đi biển ngắm bình minh nè. Xách xe chở ra Bình Giang ngắm sao. Rồi khi con lớn vô đại học, cha con sẽ làm chuyến về Bắc ha, để con thăm lại họ hàng, với lại cho con nhìn lại cái nơi mà xưa bà sinh ra như thế nào. Rồi khi con lấy chồng, bà cũng muốn được nắm tay con để dắt vô lễ đường. Nhưng mà con đâu có ý định lấy chồng đâu. Sao vậy con? Nếu mà con lấy phải một người chồng giống như ba, kiểu gì con cũng khổ cả đời giống như mẹ. Chung cầm đi, Hành không có nhận đâu. Hành đừng có ngại mà. Vì đây là những sản phẩm thử nghiệm của công ty Chung. Hành cứ dùng thử đi, rồi cho Chung biết ý kiến thôi mà. Nhưng mà... Không có nhân gì hết. Xem như Hành giúp Chung đi. Mình là bạn bè mà. Ô Phúc, con đi học mới về hả? Chào chú Chung đi con. Chào con. Phúc. Con này. Phúc à,
Nếu con có bố dượng, con có đồng ý không? Ông ngoại hỏi cái gì vậy? Ý ông là nếu mẹ con lấy chồng, con có thể ở với ông hay ở với mẹ con thì tùy. Ông... Cái chuyện đó để cho mẹ con quyết định đi. Ông ngoại đừng ép mẹ con được không? Không, ông có ép đâu. Chỉ là ông lo xa thôi mà. Ngoại đi học. Lâu Phúc hả? Ba nghe nè con. Sợ má không chịu đối xử với mẹ tốt hơn một chút. Bây giờ mẹ sắp có chồng mới rồi đó. Nó vừa lòng phải chưa? Mà ông, khi nào mẹ con về vậy không? Với lại ba mẹ con quay lại với nhau phải không? Thì ba mẹ con thương nhau mà. Thương gì? Gây lộn tối ngày. Mà theo con, ba mẹ con thì ai là người có lỗi? Lỗi của ba con á là thương cô chú quá nhiều. Còn lỗi của mẹ con á là nhẫn nhịn quá mức. Trời, tí tuổi đầu mà ăn nói cứ như bà cụ non. Phúc, sao mà giờ này con mới tới? Con có biết là ba mẹ chờ con cả tiếng đồng hồ không? Điện thoại con để trong ba lô, sao nghe được? Con đến trễ con phải nhắn tin một tiếng chứ. Làm cho ba mẹ lo quá chừng luôn nè. Ai mà mẹ đợi? Con là nó không bận, không đi ăn rồi. Thôi, con tới là tốt rồi. Đi con, đi. Tại sao gặp ba không chào? Chào ba. Mẹ chào to lên coi. Mẹ lần nào cũng như vậy hết á. Đứng ngoài đường chào to cho người ta cười hay gì á. Tay ba có việc gì đâu. Thôi mà mình. Con tới là được rồi. La con nữa mà. Chà, gái bầm này lớn quá ha. Thành thiếu nữ rồi. Sao, hôm nay em thích đi đâu? Hay mình đi ăn đi. Ăn xong rồi cả nhà mình coi phim được không? Không, con có hẹn với bạn rồi. Ăn xong con đi về. Vậy thôi không sao. Vậy đi ăn bít tết đi. Ăn quán con thích ha. Đi ăn với bạn, mặt mày vui vẻ, đi ăn với ba, mặt mày hầm hầm vậy đó hả? Mẹ vô lý ghê luôn á. Ba là ba mà bạn là bạn, tự nhiên mẹ so sánh như vậy sao mà được? Thôi, con đi ăn, đi với ba, đi. Để con tự đi. Mày làm cái gì vậy hả Phúc? Ba nắm tay con một cái, con thái độ gì vậy đó hả? Con lớn rồi con tự đi được, không cần ba phải dẫn con đi. Mà ba nữa, tay lúc nào cũng giàu nhất dơ, con chết luôn á. Phúc, con nói cái gì vậy? Con nói lại cho mẹ nghe coi. Con nói là ba vừa dơ vừa hôi. Con không muốn đứng bên cạnh ba luôn đó. Mất dạy. Thôi mà trời đất ơi. Anh á, lúc nào anh cũng thôi á. Anh nuôi dạy nó ăn học khôn lớn bây giờ. Nó nói tay anh dơ người anh hôi kìa. Cái con này em phải đánh cho nó một trận mới được nè. Thôi mà. Đúng. Ba con mất dạy đó. Phúc, không có nói với mẹ con vậy không có hổn con. Ba hiểu rồi. Ba hiểu cái gì? Ba chỉ hiểu con chú thôi. Có bao giờ ba hiểu cho con đâu. Phúc con thôi. Anh nói hổn lắm. Mình thôi mà. Giận hả con? Con nói đúng á. Người ba có mùi thiệt. Sau này gặp con ba sẽ cẩn thận hơn ha. Con muốn góp ý gì với ba không? Nói đi ba nghe nè. Bây giờ con nói luôn có được không? Con nói đi. Riết là con không biết ba mẹ nghĩ cái gì luôn á. Lúc mà không thích á thì chia tay, ly hôn. Xong đùng cái bây giờ thì quay lại. Có bao giờ mà ba mẹ nghĩ cho cảm xúc của con không? Nếu như mà không á thì ba mẹ xin con ra làm cái gì? Cái con nhỏ này, mau xin lỗi ba cháu đi. Con muốn làm gì đâu mà xin lỗi. Mà ông ngoại sao vậy? Bình thường lúc nào ông ngoại cũng cằn nhằn ba con mà. Tự nhiên hôm nay còn binh ba con nữa. Ông cằn nhằn ba con khi nào? Mà sao con cứ nhăn chó như khỉ ăn gừng với ba con vậy? Kẻo sau này thì con hối hận đấy. Bố.
bổ sung hấp bùa đây. Hai bà con nói chuyện tiếp nhé. Bố đang bên nhà anh Ngọc hả? Trời ơi, sao người ta bị ung thư bố cho ăn thịt đỏ? Phúc, con mới vừa đi học về hả? Phúc, ba con bị ung thư hả mẹ? Đâu có, không có phải. Mẹ muốn giấu con đến chừng nào? Con nghe mẹ nói hết rồi. Phúc ơi, tại sao mẹ giấu con? Phúc! Phúc ơi, chờ mẹ! Bà đừng có bỏ con, bà ơi. Con gái lại thăm bà hả con? Má, bà đừng có chết nha má. Con sợ lắm má. Bà đừng có chết mà bỏ con. Con không có biết bà bị bệnh. Con không nói bà có mùi. Con không nói bà ơi giờ. Bà ơi, bà con sai rồi. Con sai rồi, con xin lỗi bà. Mày móc bà không vậy nữa đâu bà. Bà đừng có bỏ con, đừng có giận con nha bà. Không sao con. Bà không có giận con với chị. Bà đừng có giận bà bỏ con. Bà nhớ con lắm. Bà nhớ con lắm. Bà, con xin lỗi bà. Bà chỉ cần ghét bạn là bà sống rồi phải không bà? Mày còn mấy chú không chờ thì con chờ ba ngàn mà. Con chờ ba ngàn mà, đừng có bỏ con. Con mẹ. Cây táo nở hoa, phim truyền hình Việt hot nhất 2021 trên Vion và còn có cơ hội nhận được hàng trăm quà tặng mê ly. Phiếu mua hàng siêu thị, mã code Vion VIP, xem thêm chi tiết về thể lệ trên fanpage Vion. Tải app xem ngay, trúng quà mê say.